Xin chào tất cả các con Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu Một phần kiến thức trong chương trình toán lớp 7 Đó là lũy thừa với số mũ nguyên âm Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về lũy thừa với số mũ tự nhiên Chúng ta nhớ, nhớ nè, số mũ tự nhiên đấy nhé Ví dụ như là à, 3 mũ 2 thì bằng 3 x 3 và bằng 9 Thế, Âm 2 mũ 3 thì tức là có ba cái số âm 2 nhân với nhau Là âm 2 nhân với âm 2 Rồi nhân với âm 2 Kết quả ra âm 8 Được chưa nào? Đó, cái số mũ ở trên này này Là số 2 này, là số 3 này Thì là số mũ tự nhiên Nhưng ở bài này là số mũ nguyên âm Nguyên âm là những số như thế nào? Là số âm 1, âm 2, âm 3, âm 4 Thì ví dụ như là 4 mũ âm 2 Thì bằng mấy? Đấy, hôm nay chúng ta sẽ học cái đó được chưa nào? Ý đầu tiên, dấu chấm đầu tiên chúng ta ghi cho thầy đó là à, Lũy thừa Lũy thừa Với số mũ Nguyên âm Với số mũ nguyên âm Thì Của số hữu tỷ x nhé Thì được Viết là X mũ trừ N được chưa nào? Trong đó điều kiện là x thì thuộc vào tập q tức là các số hữu tỉ và x phải khác không nhá, x phải khác không và n thì thuộc vào n sao. Đây là ba cái điều kiện để chúng ta nói về lũy thừa với số mũ nguyên âm. Bản thân cái n thì nó thuộc n sao? Tức là N thì nó là 1, 2, 3, 4 Và khi đó thì trừ N Nó sẽ trở thành âm 1, âm 2, âm 3, âm 4 Thì cái chỗ này nó mới thành số âm này Nó thành số mũ là nguyên âm Còn X là số hữu tỷ. X phải khác không nhá Thầy sẽ giải thích kỹ thêm sau Bây giờ chúng ta cứ biết về hình thức Về hình thức thì nó là X mũ trừ N Được chưa? Và công thức tính là gì? Công thức tính Thì chúng ta đóng khung cho thầy x mũ trừ n nó bằng 1 trên cho x mũ n. Đây là cái công thức cần đóng khung. Ví dụ, phần thứ hai ví dụ luôn cho dễ hiểu. Ví dụ, à, 2 mũ trừ 3. Ví dụ, chúng ta mới học mà chúng ta nhìn thấy cái 2 mũ trừ 3 thì chúng ta không hiểu là mũ trừ 3 là làm sao. Bình thường mũ 3 thì nó dễ hiểu đúng không? Mũ 3 tức là ba cái số đấy nhân với nhau. Thế bây giờ mũ trừ 3 là sao? Đúng không? Thế thì công thức tính là gì? Mũ âm 3 thì sẽ thành là 1 chia cho 2 mũ 3. Đây, công thức đây. Chuyển nó xuống dưới mẫu thì ta bỏ cái dấu trừ đi. Đây, 1 trên 2 mũ 3. Thế thì tiếp tục 1 chia cho 2 mũ 3 thì ta biết đúng không? 2 mũ 3 tức là ba con số 2 nhân với nhau là 2 x 2 x 2 và kết quả đây là 1 phần 8 Đấy 2 mũ trừ 3 thì nó ra 1 phần 8 Rồi ví dụ tiếp theo Ví dụ 0,2 mũ âm 2 chẳng hạn Thì 0,2 là một số hữu tỉ Âm 2 là số nguyên âm Vậy thì đây là một cái lũy thừa với số mũ nguyên âm Thì cách tính là gì? Nó có âm đúng không? Thì mình để là 1 chia cho 0,2 mũ 2 Đó Thế rồi 0,2 mũ 2 thì ta tự tính được là hai cái số 0,2 nhân với nhau và nó ra là 0,04. Đúng chưa nào? Và rồi muốn mất cái dấu phẩy ở dưới mẫu đi để cho nó thành một cái số hữu tỷ bình thường. À cho nó thành một cái phân số chứ. Thì là gì? Thì ta nhân cả tử vào mẫu với 100 thì là 100 phần 4. Đúng chưa? Và 100 phần 4 thì lại rút gọn được bằng 25. Như vậy ta thấy kỳ lạ không? 0,2 mũ trừ 2 Mình tính Nó lại ra 25 Đấy. Được chưa nào Đây là lũy thừa với số mũ nguyên âm Cái thầy muốn chúng ta nhớ Chắc chắn để làm bài tập Đó là cái phần đóng khung này Còn lại bây giờ thầy có thể nói thêm một chút xíu Để giải thích cho nó kỹ hơn Là tại sao Và cái mũ trừ này thì nó lại thành là một trên Nhá à, Ta nhớ lại cho thầy công thức là Chia hai lũy thừa cùng cơ số X mũ M chia x mũ n thì bằng cái gì nào chia hai lũy thừa cùng cơ số thì giữ nguyên cơ số và trừ hai số mũ m trừ n cái này đã học rồi nhá được chưa thế áp dụng cái công thức này bây giờ thầy cho chúng ta làm một ví dụ nhỏ nhỏ đó là hai mũ hai mà chia cho hai mũ 5 đây là chia hai lũy thừa cùng cơ số này thì giữ nguyên cơ số và trừ số mũ là 2 trừ 5. Thế thì 2 trừ 5 thì ra bao nhiêu? Thì ra 2 mũ âm 3. Đó, thì đây chính là lũy thừa với số mũ nguyên âm. Thế 2 mũ âm 3 này là bằng bao nhiêu? Thì thầy giải thích cho chúng ta xem. 2 mũ 2 mà chia 2 mũ 5 thì viết là 2 mũ 2 chia cho 2 mũ 5. Phép chia thì thầy viết thành phân số vẫn được mà. Thế cái này nó bằng cái gì? Nó bằng là 2 x 2. Còn dưới này thì có mấy con số 2? Mũ 5 thì có 5 con số 2. Đó. Thế bây giờ mình mới thực hiện rút gọn phân số. 1 con số 2 rút gọn đi. 1 con số 2 rút gọn đi. Trên tử chỉ còn là 1 thôi. Vậy tử là 1. Còn dưới mẫu thì còn 1, 2, 3. 3 con số 2. Và kết quả này có thể được hiểu nó chính là 1 trên 2 mũ 3. Nó chính là 1 phần... 8 Thì ta thấy khớp không? Như vậy là cái cách biến đổi này thì cho ra hai mũ trừ 3 Cách biến đổi rút gọn phân số thì nó cho ra 1 phần 8 Và hai cái này thực ra nó là một Vậy thì hai cái này nó chính là bằng nhau Vậy hai mũ trừ 3 chính là bằng 1 phần 8 Đó, hai mũ trừ 3 chính là bằng 1 phần 8 Đấy, 2 mũ trừ 3 đây Thì bằng 1 phần 8 đây Mình vừa tính mà Vậy là thầy giải thích cho chúng ta hiểu là tại sao Vĩ thừa với số mũ nguyên âm thì nó lại là một trên để hiểu chưa nào một trên đúng chưa thế thầy lại giải thích thêm một chút xíu là tại sao cái x này nó lại phải khác không hả x mũ trừ n thì x phải khác không vì nếu x bằng không thì bây giờ không mũ trừ n nó lại bằng 1 trên không mũ n bằng 1 trên 0 tức là bằng 1 chia 0 thì như vậy là không được. Ai lại chia cho 0 đúng không nào? Số chia thì phải khác 0, mẫu thì phải khác 0, mẫu số thì phải khác 0. Nên là không được. Chúng ta nhớ là tại sao x phải khác 0 nhá. Ghi chép trong bài, đây là video tự học, chúng ta ghi cho thầy theo tuần tự từ trên xuống dưới. 1 2 3 4 dấu chấm nhá. Trong bảng thì thầy ghi sang ngang, nhưng mà trong vở thì chúng ta ghi xuống dưới cho thầy được chưa nào chúng ta kết thúc cái video lũy thừa với số mũ nguyên âm ở đây có gì không hiểu chúng ta cứ bình luận trong phía dưới thì sẽ trả lời